Xin chào các bạn. Như thường lệ thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về giọng hát, về cách làm sao để hát cho nó hay hơn. Thì đây là một video trong chuỗi những video livestream hát sao cho hay mà mình hay thường chia sẻ lên trên Facebook cá nhân cũng như là trên kênh trường âm nhạc, kênh YouTube trường âm nhạc Adam Music. Thì như cái chủ đề mà các bạn thấy ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái cách để có thể luyện và tập hát được cái nốt cao. Trong thời gian chờ đợi những bạn khác vào thì các bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi về những cái tình trạng giọng hát của các bạn. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè của mình để mà mọi người có thể tiếp cận được cái bài tập luyện trong ngày hôm nay. Ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ nói về một cái vấn đề quan trọng nhất mà những cái ai học về thanh nhạc hay là những người yêu thích ca hát thường hỏi, thường quan tâm nhất, đó là cách để có thể hát được nốt cao, và đặc biệt là nốt cao bằng giọng nốt cao bằng giọng pha. Nếu như ai đã từng học thanh nhạc thì chắc chắn sẽ thấy rằng là cái việc hát nốt cao là một trong những cái lợi thế, và đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khó tập luyện nhất ở trong thanh nhạc. Tất nhiên là còn nhiều kỹ thuật khác nữa, nhưng đây là một trong những kỹ thuật mà nó khá khó để có thể hát được. Tuy nhiên là đa phần các bạn bị khó hát ở ngay cái nốt cao là bởi vì các bạn bị sử dụng giọng thật, các bạn gằn giọng dữ quá cho nên nó rất là khó. Còn hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một vài cái cách đơn giản để mà các bạn có thể hát được nốt cao mà không cần phải quá mệt mỏi, quá quằn quại. Tuy nhiên là kỹ thuật hay là kiến thức biết là một chuyện, nhưng mà để làm được cái việc đó thì chắc chắn là nó sẽ cần khá là nhiều thời gian. Các bạn phải tập đi tập lại rất là nhiều trước khi các bạn nhuần nhuyễn để có thể sử dụng nó như là một cái là kỹ năng, mà một cái sự nhuần nhuyễn để có thể áp dụng vào. Rồi, có một bạn có câu hỏi đầu tiên đây là bạn Mai Đức Tú, là giọng bariton làm sao để lên được đô 5. Thực ra nếu mà nói giọng bariton mà để luyện lên được đô 5 thì có vẻ là khá là khó tí xíu. Nhưng mà đối với giọng pha thì các bạn vẫn có thể hát được nha. Trong cái giọng hát con người có hai cái khoảng khu vực mà mình hay sử dụng, mình thường sử dụng. Đó là cái phần giọng gọi là chest voice, là giọng thật hay là giọng ngực của mình á. Mình đang nói chuyện với các bạn nè, là giọng ngực nè. Hoặc là các bạn đang nói chuyện với mọi người bên ngoài cũng đa phần là giọng ngực. Một số trường hợp khi mà mình nói chuyện cao lên, giống như mình nói chuyện với mấy đứa nít nè, hoặc là mấy cái lúc mà mình hoảng hồn quá, mình hết hồn, thì lúc đó nó lên giọng gì? Giọng head voice, là hay còn mình còn hay gọi là giọng gió hay là giọng đầu ở bên trên. Thì trước mắt là mình hiểu là cái khoảng giọng của mình có hai cái khoảng đó nha: chest voice, head voice, xa hơn nữa nó có whistle voice, thấp hơn nữa nó có vocal fry. Nhưng mà mình sẽ không nói về hai cái đó, mình nói hai cái ở giữa thôi. Rồi, bây giờ nói về head voice đi. Tại vì chest voice là ai cũng đang xài hết rồi. Bây giờ mình nói về head voice. Head voice là cái giọng phía bên trên mà các bạn, đa phần các bạn đều có thể làm được. Tuy nhiên có một số trường hợp là đôi khi là cái thói quen sinh hoạt nè, hoặc là ngôn ngữ vùng miền, nó làm cho các bạn bị quen nói về giọng thật, quen dùng giọng thật, cho nên là các bạn không biết được rằng là mình có thể hát được head voice. Và mình đã từng gặp khá là nhiều học viên tại Adam Music nói với mình rằng con chưa bao giờ hát head voice luôn, cả đời chưa hát được, hay là em chưa có hát được cái giọng đó, em nghĩ là em không có giọng đó. Thật ra là ai cũng có hết, mà quan trọng là các bạn chưa xài, các bạn chưa sử dụng tới nó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử head voice bằng cách đơn giản nhất. Các bạn thử, các bạn khóc, các bạn hát ra. Hồi nhỏ mình khóc sao? Mình khóc giống người đúng không? Cái giọng này chính là head voice. Mà nếu như các bạn nhớ cái này, các bạn nói chuyện, các bạn tập hát ngay cái khúc này chính là head voice. Các bạn thấy chưa? Nhưng mà đối với lại giọng nam á thì head voice nó có cái xu hướng là nó mờ, bởi vì là nó chỉ rung cái phần mép, cho nên người ta có một cái thuật ngữ để gọi cái phần head voice của giọng nam á, gọi là falsetto, để nó phân biệt với lại cái kiểu head voice của giọng nữ. Kiểu head voice của giọng nữ nó vẫn to, nó chắc, nó rõ hơn tí xíu. Còn cái kiểu head voice của giọng nam là nó rung cái phần mép thanh đới thôi, cho nên là nó sẽ nghe, nó cảm giác là nó không đầy đặn, là không điều khiển được nè. Rồi bây giờ thí dụ nha, hồi nãy có một bạn hỏi làm sao để hát được đô 5. Bây giờ mình tưởng tượng mình đang khóc, mà khóc ngay nốt đô 5 đi.
cái giọng mà mình hay gọi là head voice hay là falsetto, nó nằm ở ngay cái quãng đó. Rồi bây giờ làm sao để từ cái nốt này mà mình nghe nó rõ hơn tí xíu, thì có một cái mẹo. Tất nhiên là cái này, những cái mẹo mà mình chỉ cho các bạn chỉ nên áp dụng nó trong cái quá trình các bạn tập luyện thôi, chứ các bạn đừng có phải lúc nào cũng bưng cái mẹo này vô trong cái quá trình hát luôn, thì nó không đúng lắm. Bởi vì mẹo là cách để cho mình tiếp cận tới vấn đề dễ dàng hơn khi mà mình chưa biết cái gọi là cái manh mối nào để mình bám vào. Thì đây là một cái mẹo nha. Ví dụ mình đang khóc và nghe nốt nè, bây giờ mình tưởng tượng giống như là ai đó hơi hơi bóp cái cổ mình lại. Nhưng mà cái này là không khuyến khích, cái này chỉ là tưởng tượng thôi chứ không phải các bạn bóp vô giống vậy nha. Thí dụ nếu mà cái cổ mình, cái thanh đới mình nó đang mở bung ra vậy mà mình cho nó đóng từ 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 lại, là mình tập cái thói quen khép cái thanh đới lại. Cái này là muscle memory, nó là trí nhớ của cơ. Khi mà mình làm cái việc đó thường xuyên thì sẽ tới một thời điểm cái cơ nó sẽ quen dần cái việc đó và các bạn không cần phải suy nghĩ nữa. Thì cái này nó cũng tương tự như cái việc các bạn đánh răng. Các bạn có thể tập đánh răng mất mà 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm lúc mình còn nhỏ, nhưng bây giờ là không có ai phải suy nghĩ khi mà mình phải đánh răng nữa. Ai cũng có thể ngay lập tức cầm bàn chải lên, quẹt kem rồi đánh, đúng không? Tại vì cái tay mình nó đã quen cái đó rồi. Thì nhiệm vụ của mình tập cho cái thanh đới của mình nó cũng giống như vậy. Mình cho thanh đới mình cái thói quen, cái cảm giác của cái việc khép dần lại để mà tạo ra cái nốt nhạc cao hơn. Ví dụ các bạn nghe thấy bắt đầu nó vang, nó rõ, nó chắc chắn hơn, đúng không? Mình có thể hát được cái nốt đô năm đó rất là cao với một cái cảm giác rất là thoải mái. Chứ mình không cần phải gồng, không cần phải... Nó rất là mệt và nó làm cho mình cảm giác nặng nề, nó làm cho cái cổ mình nó bị rát, bị đau. Thì đó là một trong những cái mẹo đơn giản nhất mà ai cũng có thể hát được đốt nốt đô năm. Giống như bạn hồi nãy bạn nói baritone, em là giọng baritone em hát không được đâu, nhưng chắc chắn bạn có thể hát được nếu như bạn tập được cái thói quen điều khiển để cho cái thanh đới mình nó khép dần lại và nó ra được cái âm thanh đó. Bây giờ tất cả chúng ta cùng tập thử nha. Bắt đầu bằng cái âm thanh khóc trước nè. Bắt đầu mình hơi đưa cái lưỡi ra, mình tưởng tượng giống như là có cái thanh đới mình nó khép lại, giống như là mình giả giọng con chip măng. Thử lại nha, các bạn cùng làm chung với mình nha. Các bạn thấy là mình đang làm rất là nhẹ luôn chứ mình không có gồng nha. Rồi bây giờ để cho tất cả các bạn có thể làm được dễ dàng hơn thì mình sẽ đi từ nốt thấp đi lên nhé. Bạn chịu khó tí xíu, bởi vì là khi mà mình hát càng lên nốt cao á, nó sẽ có xu hướng cái lực nó bị mạnh lên, thì các bạn sẽ nghe cái âm thanh nó hơi bị méo tiếng tí xíu. Mình vặn nhỏ tí xíu là cho nó đỡ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Bạn nào còn khả năng hát tiếp được thì cứ đi lên tiếp nha. Mỗi người sẽ có quãng giọng khác nhau. Như vậy là cách mà mình hướng dẫn cho các bạn sẽ giúp cho các bạn có thể hát được cái nốt cao, luyện được nốt cao ngay khi các bạn cần. Bây giờ mình sẽ áp dụng thêm một cái bài tập. Đó là đâu phải lúc nào mình cũng hát chữ A, đúng không? Sẽ có những lúc mình hát chữ mi, chữ mê, chữ mô, những cái nguyên âm khác nhau, những phụ âm khác nhau. Cho nên bây giờ mình sẽ có một cái bài tập đơn giản, đó là tập làm sao để có thể hát được nhiều cái nguyên âm, nhiều cái phụ âm khác nhau. Rồi các bạn thử với mình bài tập này. Tất cả thử lại nha. 2, 3. Mi ma me mu mu. Mi ma me mu mu. Các bạn tiếp tục làm theo luôn. Mi ma me mu mu. Mi ma me mu mu. Mi ma me mu
khi mà các bạn tập giống như vậy á, các bạn đang làm cái việc gì? Giúp cho cái thanh đới mình nó quen với những cái kiểu phát âm khác nhau, những cái nguyên âm, những cái phụ âm khác nhau. Và khi làm mỗi ngày giống như vậy á, cái thanh đới mình nó mới quen dần. Và khi mà các bạn sau này các bạn cần hát những cái câu nhạc cao, những cái nốt nhạc cao, thì cái cơ mình nó mới đủ khả năng để nó hỗ trợ để tạo ra được cái âm thanh đó. Thì với hai cái bài tập đơn giản này á, các bạn đã có thể hát được cái nốt cao, đúng không? Nhưng mà còn một cái bài tập nữa mình muốn chia sẻ. Cái bài tập này sẽ giúp cho các bạn tiếp cận gần với lại cái nốt cao mà theo kiểu giọng pha, giọng mix hơn tí xíu. Tất nhiên là mỗi một cách tiếp cận nó sẽ có một cái lợi thế và một cái bất lợi khác nhau. Đôi khi sẽ có những cái người cho rằng là phương pháp này sai, phương pháp kia đúng. Đối với lại bản thân mình và những cái giáo viên ở Ada Music, thì mình nghĩ rằng phương pháp nào cũng sẽ có một cái cách để tiếp cận vào trong vấn đề và giải quyết được một cái điểm nào đó của vấn đề. Và mình chọn cái phương pháp nào để mình làm, để mình tập hay là để mình theo đuổi để mà làm được, hát được trên cái bài hát đó, thì mình sẽ phải chấp nhận một cái rủi ro và mình sẽ có được cái cơ hội để nhận được những cái thành quả. Phương pháp nào cũng vậy hết. Ví dụ sẽ có những người cảm thấy rằng học theo phương pháp cổ điển thì nó sẽ là đúng nhất, tốt nhất, cái đó mình công nhận. Bởi vì là khi mà học cổ điển là mình bắt buộc phải tập những cái tác phẩm rất là khó từ hồi xưa của các nhạc sĩ giỏi viết ra, và mình sẽ phải gò làm sao để có thể hát được đúng cái kỹ thuật đó để mà ra được đúng cái tác phẩm của người ta. Thì đó là một cái rất là hay. Và cái thời gian bỏ ra để tập luyện một tác phẩm cũng như là để tập luyện kỹ thuật của mình thì nó sẽ mất rất là nhiều. Cho nên những người đã học cổ điển ra thì thường cái kỹ thuật sẽ rất tốt. Nhưng cái khuyết điểm của nhạc cổ điển đó là nó nằm ở trong, nó gói gọn trong một cái thời kỳ, một cái âm nhạc của cái thời kỳ đó. Và đối với âm nhạc hiện đại thì nó đã phát triển một vài cái kỹ thuật khác, mà đôi khi là mình học cổ điển thì mình sẽ không có được những cái kỹ thuật để mà hát những cái thể loại âm nhạc hiện đại đó. Thì rõ ràng là nó tốt nhưng nó cũng đang thiếu một vấn đề nào đó. Ngược lại, âm nhạc hiện đại thì nó quá tự do, quá phóng khoáng, cho nên là mỗi một cái thể loại nó sẽ có thể phát triển những cái kỹ thuật riêng khác nhau. Ví dụ là trong nhạc hip hop, trong nhạc rap thì có rap, có cái cách mà đọc thay vì là hát theo giai điệu, đúng không? Hoặc là trong rock thì có cái cách gằn giọng, cách hát gọi là lên tí xíu. Thì mỗi một thể loại nó phát triển cái đó, mình không thể nào nói cái đó sai được hết, mà mình chỉ cố gắng làm sao là tập luyện được càng nhiều cái kỹ năng, làm cho nó master, làm chủ được cái giọng hát của mình càng nhiều càng tốt. Thì đây là những cái bài tập giống như vậy. Và tất cả những cái video mà mình chia sẻ cho các bạn đều theo cái hướng như vậy hết. Nghĩa là mình tôn vinh tất cả những cái phương pháp khác nhau. Tuy nhiên mình cũng đưa ra cái gì mình tìm thấy cái gì mới, cái gì hay là mình sẽ chia sẻ ra để các bạn có được công cụ để có thể làm giàu hơn cho cái giọng hát của mình. Thì cái technique này là cái mà mình đã làm trong cái video tuần trước. Đó là cái nó gọi là humming hay là vocal fry á. Đi thì cái này nghe nó hơi kinh dị tí xíu, giống phim ma tí xíu, nhưng mà nó là một cái cách để tiếp cận được cái nốt cao ở trong một cái trạng thái khác. Rồi các bạn làm thử giống mình nha. Các bạn thấy là nó ban đầu nó sẽ hơi rè rè, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn tập nó bắt đầu quen dần đi lên tí xíu thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một bài tập cực kỳ tuyệt vời để mở giọng vào buổi sáng sớm. Nghĩa là sáng sớm ai dậy cái giọng cũng giống vậy. Thì thay vì mình phải luyện thanh, mình phải hát, đôi khi mình không có đàn, hoặc là không có giáo viên, hoặc là mình không biết luyện như thế nào hết, cách đơn giản nhất đó là mình có thể nghe lập tức hát ngay cái nốt cao. Mình hát nốt vừa rồi là nốt si gián, và mình không cần phải luyện thanh. Trước khi mà mình bắt đầu với các bạn trong cái buổi này, mình cũng không luyện thanh, và mình hiếm khi có cái thói quen là luyện thanh trước khi hát. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải cố gắng tập làm sao để cho cái giọng hát mình có thể ngay lập tức làm được cái việc đó, thay vì là phải luyện thanh. Tất nhiên là vẫn phải luyện thanh để cho nó có được cái giọng mượt mà và có được cái sự ổn định. Tuy nhiên là đây là một cái mẹo để cho các bạn có thể ngay lập tức bước vào trong gọi là thực chiến liền mà không cần phải mất quá nhiều thời gian để khởi động. Đó là cái cách đơn giản nhất, các bạn mất khoảng 1 phút đồng hồ thôi. Khi bạn lên tới đó rồi các bạn sẽ thấy là rất là dễ để có thể hát ra được cái nốt cao, thay vì các bạn phải đi từ dưới đi lên. Nó cũng tiếp cận tương đương giống như vậy. Rồi, như vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một vài cái cách
để mà có thể hát được nốt cao. Tất nhiên là cái cách thứ ba là cách nó mang tính khởi động và nó mang tính mẹo thôi. Hai cái cách đầu tiên nó là cái để giúp cho các bạn tiếp cận được giọng, tiếp cận được cái cách hát nốt cao bằng giọng pha. Cách đầu tiên, mình tóm lại nha, cách đầu tiên đó là các bạn tưởng tượng giống như các bạn đang khóc. Sau đó các bạn tưởng tượng giống như là cái cổ mình nó hơi nén dần lại. Các bạn sẽ nghe âm thanh nó khác đi đúng không? Nếu các bạn để ý là khi mà các bạn học luyện thanh đó, nó sẽ có một cái dạng bài tập nó là âm nay nay, hoặc là những bài tập mà làm cho cái thanh đới mình có xu hướng nó ép lại như vậy nè. Thay vì là bình thường nó mở ra nhiều quá thì mình tập cho nó ép lại, càng nén lại nó càng dễ lên nốt cao hơn. Đó là một cái. Cái thứ hai đó là các bạn thay đổi nhiều cái nguyên âm phụ âm khác nhau, giống như hồi nãy mình cho các bạn tập là gì, thì cái này nó là một cách thôi. Các bạn có thể là các bạn đổi âm nào cũng được hết. Khi các bạn tập, các bạn sẽ thấy là có những cái âm mình phát âm ra tốt rồi, có những cái âm thì mình chưa kiểm soát được, ví dụ như âm i hoặc là âm u, âm e, mỗi một bạn sẽ gặp cái khó khăn khác nhau. Thì như vậy là khi mà mình tập cái bài tập đó, mình sẽ biết được rằng là mình cần phải tập nhiều hơn ở cái nguyên âm này, ở cái phụ âm này. Thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, tập đi tập lại ngay nốt đó. Cách thứ ba là cách tiếp cận bằng vocal fry hay là humming, làm như lên nốt cao. Thậm chí các bạn có thể lên ở ngay cái phần giọng gió bên trên luôn. Các bạn thấy là nó lên rất là cao bên trên đúng không? Các bạn có thể đẩy lên được. Tất nhiên là mỗi một người sẽ có thuận lợi, lợi thế khác nhau. Giống như mình sẽ không có lợi thế bằng những bạn mà có sẵn một cái giọng cao. Giống như ở đây Lan xem livestream là có bạn Vinh nè. Bạn Vinh là trong bên nhạc I'm Not Sure, là cũng là một học trò, một học viên của mình, một học viên của Adam Music luôn. Thì Vinh có một cái giọng bẩm sinh cực kỳ cao, cho nên là bạn chỉ cần một lần tập thôi, một hai lần tập là bạn đã có thể hát được cái nốt đó cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì mình nghĩ rằng là cái mà mình mang đến cho các bạn là cái mẹo, cái kỹ thuật, cái bài tập. Còn cái việc làm được nó hay không, làm tới cái trình độ nào, làm cho nó master như thế nào, thì cái đó phụ thuộc vào các bạn, vào cái năng khiếu của các bạn, thời gian các bạn tập luyện và cái cách hiểu của các bạn về vấn đề mà mình đang tập luyện. Thì buổi livestream ngày hôm nay chủ yếu là mình nói về phần giọng pha và cái nốt cao đối với giọng pha. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình đã giúp cho các bạn có thể có được một cái cách tập luyện thêm tốt hơn. Nếu như các bạn cảm thấy rằng nó khó tập luyện quá, các bạn có thể inbox cho mình. Nếu các bạn muốn học tại Adam Music, các bạn có thể đến đây. Ngoài mình còn có khá là nhiều những cái giáo viên cũng cùng cái phong cách giống như mình, thậm chí là có những cái kỹ năng, có những cái mẹo còn hay hơn như vậy để giúp cho các bạn có thể hát tốt hơn. Thì các bạn có thể đến với Adam Music tại 192 Võ Thị Sáu, hoặc là gọi vào số điện thoại 028 6683 0183 để mà có thể gặp đội ngũ tư vấn. Hoặc là cứ inbox cho mình là đơn giản nhất, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình có thể nghe những cái audio, những cái bản ghi âm của các bạn để đánh giá cái giọng hát của các bạn, và sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà lựa chọn những cái lớp học, hay là lựa chọn những cái cách tập luyện nào đó phù hợp nhất đối với mình. Cái livestream này là một cái livestream trong cái chuỗi series là Hát Sao Cho Hay. Thì mình làm nó vào chiều thứ bảy hàng tuần lúc 18 giờ. Thì hy vọng là các bạn nếu mà thấy cái livestream này hay, thấy những cái video này hay, các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình để mọi người cùng xem và cùng có được những cái cơ hội để thay đổi giọng hát của mình. Và những cái video này mình sẽ up lại lên trên kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music. Nếu như các bạn xem mà các bạn chưa hiểu lắm, hay là các bạn muốn tìm thêm những video khác, các bạn có thể lên kênh âm nhạc Trường Adam Music để mà có thể xem và tập thêm những cái kỹ thuật khác ngoài cái kỹ thuật hát nốt cao này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn vào chiều thứ bảy tuần sau với một cái chủ đề cũng khá là thú vị mà mình sẽ bật mí sau vào những cái status của mình. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những cái livestream của mình và những cái video của Trường Âm Nhạc Adam Music. Bye bye các bạn.